Đậu lang đỏ, lựa chọn tối ưu cho sức khỏe và dinh dưỡng. Đậu lang đỏ, với màu sắc đặc trưng và hương vị dễ chịu, là một loại thực phẩm dinh dưỡng được ưa chuộng rộng rãi. Xuất xứ từ khu vực Trung Đông và Nam Á, đậu lang đỏ đã trở thành một phần không thể thiếu trong nhiều món ăn nhờ vào giá trị dinh dưỡng cao và sự linh hoạt trong chế biến. Với đặc điểm nổi bật là dễ chế biến và giàu dinh dưỡng, đậu lang đỏ không chỉ làm phong phú thêm chế độ ăn mà còn góp phần nâng cao sức khỏe. Nông sản Dũng Hà kính chào quý khách, chúc quý khách có một ngày thật an vui. Công dụng: đậu lang đỏ là một nguồn protein thực vật tuyệt vời, cung cấp dưỡng chất cần thiết để xây dựng và phục hồi cơ bắp. Đây là lựa chọn lý tưởng cho những người ăn chay và người tập luyện thể thao. Với hàm lượng chất xơ cao, đậu lang đỏ giúp cải thiện hệ tiêu hóa, ngăn ngừa táo bón và duy trì mức đường huyết ổn định, hỗ trợ quá trình giảm cân hiệu quả. Ngoài ra, đậu lang đỏ cung cấp nhiều vitamin và khoáng chất quan trọng như vitamin B, sắt và kẽm, giúp tăng cường hệ miễn dịch, sản xuất hồng cầu và cải thiện chức năng thần kinh. Đậu lang đỏ cũng chứa các hợp chất chống oxy hóa mạnh mẽ, giúp bảo vệ tế bào khỏi tổn thương do gốc tự do và giảm nguy cơ mắc các bệnh mãn tính. Với chỉ số glycemic thấp, đậu lang đỏ hỗ trợ kiểm soát mức đường huyết, rất hữu ích cho những người mắc bệnh tiểu đường. Lưu ý khi sử dụng: trước khi nấu, nên rửa sạch đậu lang đỏ và ngâm trong nước khoảng 15 đến 20 phút để làm mềm. Đun sôi đậu lang đỏ trong khoảng 20 đến 25 phút hoặc cho đến khi hạt chín mềm. Đậu lang đỏ có thể được sử dụng trong các món súp, hầm, salad hoặc làm nguyên liệu cho các món chay. Để bảo quản, hãy giữ đậu lang đỏ trong hộp kín và để nơi khô ráo, thoáng mát để duy trì độ tươi ngon và dinh dưỡng. Ứng dụng vào món ăn và vị thuốc. Đậu lang đỏ là nguyên liệu lý tưởng cho nhiều món ăn từ súp, hầm đến salad và các món chay. Trong y học cổ truyền, đậu lang đỏ được coi là thực phẩm bổ dưỡng giúp cải thiện sức khỏe tổng quát, hỗ trợ tiêu hóa và tăng cường sức khỏe hệ miễn dịch. Đậu lang đỏ cũng thường được sử dụng trong các phương pháp điều trị tự nhiên để tăng cường năng lượng và hỗ trợ quá trình phục hồi sức khỏe. Để mua đậu lang đỏ chất lượng tại Hà Nội, bạn có thể tìm thấy nhiều lựa chọn, nhưng để đảm bảo uy tín và giá cả hợp lý, Nông sản Dũng Hà là địa chỉ đáng tin cậy. Chúng tôi cam kết cung cấp đậu lang đỏ tươi ngon, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và có đầy đủ giấy tờ kiểm định chất lượng. Nông sản Dũng Hà hỗ trợ khách hàng từ xa đặt hàng, vận chuyển và kiểm tra chất lượng sản phẩm trước khi thanh toán. Đến ngay Nông sản Dũng Hà để mua hàng trực tiếp hoặc liên hệ qua số 1900 986 865. Đừng quên nhấn like và subscribe kênh Nông sản Dũng Hà để theo dõi review về các sản phẩm nông sản khác nhé.